Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với Camera 24 giờ. Thưa quý vị, khi điều khiển phương tiện tại những khúc cua gấp hay là hai khúc cua liên tiếp, đòi hỏi tài xế phải vững tay lái và giảm tốc độ. Tuy nhiên, rất nhiều tài xế đã không làm tốt điều này, từ đó dẫn đến tai nạn. Minh chứng là những đoạn clip đã được Camera 24 giờ ghi lại sau đây. Lái xe không làm chủ tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, lái xe ở tốc độ nhanh sẽ khó xử lý những tình huống bất ngờ khi vào cua. Đoạn clip sau do camera giám sát ghi lại cho thấy rõ điều này. Theo đó, cặp đôi chở nhau bằng xe máy, lưu thông không giảm tốc độ khi vào cua nên xe bị mất lái, lao vào đoạn cống mất nắp ven đường. Đi quả thật là một tình huống vào cua hết sức nguy hiểm mà người điều khiển xe máy cần lưu ý. Trường hợp tai nạn tiếp theo là cung đường đèo quanh co, tuy nhiên người điều khiển phương tiện lại quá chủ quan khi vào cua. Với việc đi tốc độ cao, ôm cua gắt và khi phát hiện chướng ngại vật, người điều khiển xe máy đã thắng gấp, khiến chiếc xe bị mất kiểm soát, văng ra xa ngay trước đầu ô tô. Còn người ngồi trên xe thì ngã xuống đường. May mắn là cả hai đều không gặp nguy hiểm tính mạng. Đường đèo núi luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do vậy khi vào cua cần giảm tốc độ để có thể xử lý những tình huống bất ngờ. Việc giảm ga cũng sẽ giúp tránh được các tình huống thắng gấp, làm mất khả năng kiểm soát phương tiện. Tiếp theo sau đây là một pha ôm cua mất kiểm soát vô cùng nguy hiểm và hậu quả là người điều khiển phương tiện đã tông vào ô tô. Vụ va chạm xảy ra tại đèo Hải Vân, một địa điểm ưa thích của các phượt thủ. Tuy nhiên, một pha ôm cua đè vạch lấn sang phần đường bên cạnh đã trở thành cú tông trực diện vào đầu ô tô. Việc vào cua ở các cung đường đèo đòi hỏi phải hết sức cẩn thận vì đây là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn và tầm nhìn bị hạn chế. Do vậy, người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, quan sát thận trọng để tránh xảy ra tai nạn, thương tích.